Xin chào anh chị và các bạn. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách cài đặt chữ ký số WinShare cũng như cách kiểm tra số serial number và cách đổi mã pin của chữ số WinShare. Khi gắn token vào máy xong, anh chị vào biểu tượng MyComputer, chọn biểu tượng ổ đĩa WinShare. Nhấn chuột phải vào dòng cuối cùng. Chọn Run as admin để cài token lên. Chọn Install. Đến đây thì token WinShare đã được cài vào máy tính. Anh chị bấm vào dòng chứng từ số, điền pin token vào, rồi bấm đăng nhập để kiểm tra tên công ty. Để xem số serial number token WinShare, anh chị bấm vào dấu cộng trước tên công ty, bấm tiếp dấu cộng tiếp theo. Bấm vào dòng chứng từ số, chọn xem. Đây là thời hạn ghi nhận trên token của mình. Anh chị nhấn qua tab thứ hai. Tab đi theo. Nhấn vào dòng số 2, serial number. Đây là dòng số serial number, chứng từ số của công ty. Các dòng còn lại chủ yếu là mã hóa để quản lý của nhà mạng, chúng ta không dùng đến. Ở đây chúng ta còn thấy thêm dòng giấy chứng nhận. Anh chị có thể tải giấy chứng nhận chữ ký số WinShare ngay trên thiết bị của mình. Anh chị nhấn vào điền pin token, bấm chấp nhận, bấm vào nút tải để tải file giấy chứng nhận về. Tiếp theo là cách đổi mã pin USB token WinShare. Anh chị chọn chữ cấu hình, chọn thay đổi mã pin. Anh chị điền mã pin cũ vào, mặc định thường là từ 1 đến 8. Anh chị điền mã pin mới vào. Điền xác nhận mã pin mới một lần nữa. Xong bấm chấp nhận. Như vậy là đổi mã pin thành công. Video hướng dẫn cài đặt chữ số WinShare đến đây em xin được kết thúc. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo của các video tiếp theo nhé.